Thì cuối tuần này, hôm nay là thứ 5 rồi, thứ 6, thứ 7. Thì để thứ 7 mình sẽ xuống dưới nhà Tùng Bỏng em nhá. Sáng thứ 7 mình sẽ xuống nhà Tùng Bỏng. Đấy. Và để hẹn xem là hẹn Tùng Bỏng ra nói chuyện. Cái nhất là hẹn Tùng Bỏng ra nói chuyện này. Và cái thứ hai ấy, và mình sẽ bảo Tùng Bỏng gọi cái thằng nào mà là anh của Tùng Bỏng hay là em của Tùng Bỏng hay là chú chắc cháu chết gì ấy của Tùng Bỏng ấy mà nó dọa mình, nó bảo là nó lên trên nhà mình nó xử lý mình ấy, gọi thằng đấy ra của tôi cái bạn nhá, để xem là để tôi xem mặt mũi ngang dọc nó như thế nào, bản lĩnh đến đâu, bạn hiểu chưa? Anh chú làm gì ấy? Làm gì ấy? Kiếm tiền thì làm gì? Cái này kiếm tiền, anh đang chơi game cao quy em ạ. Còn game này uy tín lắm, đang đánh trò long hổ à. Hổ à, bữa nay cược 50.000 vào long này. Đúng không? Bạn bằng gửi tôi, nói thật đấy, bạn bằng gửi tôi. Bây giờ thằng Hoàng em nó là, nói chính xác ra Hoàng em nó là học trò của bạn, đúng không? Nó là học trò của bạn. Ngày xưa nó học YouTube từ ở chỗ bạn, đúng không? Đấy. Tính ra em, nếu mà hình như em nhớ không nhầm thì là gần hơn là Hoàng em một giáp. Đúng rồi, gần hơn hơn chục tuổi. Đấy. Thì mình cũng không hiểu là như nào. Đây, tóc vẫn bình thường đây đúng không? Tóc bình thường ở đây. Thì chả hiểu sao mà nó cứ phải làm căng mọi chuyện lên nhỉ? Thế này, tóc mọc ra bình thường rồi đây. Anh em có nhận không? Đây vừa mình xem cái video mà Hoàng em nó chôn, nó cắt tóc thành Tùng Bỏng, nó cắt hết đằng sau gáy đúng không anh em? Đằng sau gáy đây. Tóc nó mọc ra rồi thì thôi, làm gì mà phải căng thẳng như thế đúng không? Thế này, anh em nhìn thấy tóc nó đúng không? Đầy đủ hết đây. Cái thằng chiến viên này là mình đã biết nó là thằng nào. Nhưng cái thằng chiến viên này nó rất chi là mạnh mồm anh em. Đấy. Như tối nọ đấy nó gọi điện cho mình, thằng Tùng Bỏng gọi điện mình. Mình có nghe giọng thằng chiến viên nó quay nó chửi mình luôn anh em. Nó bảo mình thế này kia. Tôi là thằng Tùng này bạn ơi. Bạn nên xem xét và suy nghĩ lại cái cách cư xử bạn đi bạn ạ. Bạn làm như này, tôi thật bạn làm như này, bạn quá trẻ con. Tùng hiểu không? Mang tiếng to đầu rồi dẫn cái đám con nít đi gây sự với cái thằng học trò của mình ngày xưa. Trông mới hay ho. Á, đoạn cầu nhà Hoàng em này anh. À, đây anh ơi. Đây. Đây, đoạn này đoạn cầu nhà Hoàng em anh em nha. Đấy. Thì Hoàng em là đang đi ô tô về anh em ạ. Đang đi xe về đây thì thằng Tùng Bỏng đây nó cầm gậy đây anh em ạ. Bản lĩnh vào cái mẹ nhà đánh nhau đi. Đúng không em? Bạn đi vào nhà đánh nhau đi, sao cứ phải rình mò làm đéo này. Còn ngay hẹn ra ngoài cầu đánh nhau đi này. Tôi thật, tôi quá bức xúc luôn. Đây mấy thằng, 3, 4 thằng, 5 thằng gậy gộc vào nhà đó. Hết rồi. Thế là cuối cùng là vẫn không đánh được Hoàng em ấy ạ. Mình cũng biết là đánh hay không, anh em hiểu không? Mình cũng biết đánh hay không, nhưng mà cầm gậy ngầm nghe này. Vào đến cổng kia cũng biết có vào nhà hay không, hay chỉ đứng ở ngoài cổng mõm. Còn bản lĩnh thật sự vào trong nhà nó mới đánh, bạn hiểu không? Cũng như bạn hẹn tôi, thứ hai bạn vào nhà tôi và bạn đánh tôi này. Đây, anh em xem cái video đây nha. Em xem cái video mà hôm nó gọi điện mình đây. Đấy. Đấy, bạn lúc nào bạn rảnh bạn xuống đây. Anh em mình lúc nào cũng rảnh anh đây em ạ. Anh em ơi, cái hôm mà Tùng Bỏng gọi điện mình đây. Mà rõ ràng mình chưa nói cái gì nhá, đúng không anh em? Nói có sách máy có chứng, mình chưa nói, mình chưa chửi là Tùng Bỏng cái gì cả. Đấy, còn nói thật này với Tùng này, tôi thật. Còn nếu mà bạn mà vẫn thích kiểu là va chạm thứ ấy thì ok, hôm nào tôi xuống với bạn chơi với bạn một hôm nhá Tùng nhá. Tôi chơi bạn một hôm ở dưới nhà bạn ấy. Đấy. Hoặc là gọi mấy thằng mà xong mà hôm đấy bạn gọi tôi cái thằng mà gọi điện xúc em điện. Của bạn ấy là anh của bạn ấy là gọi điện chửi tôi ấy, xúc phạm tôi mà gạ tôi đánh nhau ấy, gạ tôi là dọa tôi là cái gì nhỉ, là lên trên nhà tôi thế này kia ấy. Bạn gọi cái thằng đấy ra của tôi cái anh em tôi gặp nó tí, bạn hiểu chưa?
Tôi không thích nói nhiều. Bởi không, bây giờ anh em mình người lớn rồi, không thích nói nhiều. Nhá, gọi nó ra, tôi xem mặt mũi ngang dọc, gọi là ngang dọc nó như thế nào. Bạn hiểu không? Bạn cứ gọi nó ra, tôi hôm đấy chắc khoảng mấy hôm mình xuống được là... Hai hôm nữa anh ạ. Chắc là cuối tuần đi. Cuối tuần á? Ừ. Được không? Được. Anh em nhá, thì cuối tuần này, hôm nay là thứ 5 rồi, thứ 6, thứ 7. Thì để thứ 7, thứ 7 mình sẽ xuống dưới nhà Tùng Bỏng anh em nhá. Sáng thứ 7 mình sẽ xuống nhà Tùng Bỏng. Đấy. Và để hẹn xem là hẹn Tùng Bỏng ra nói chuyện. Cái nhất là hẹn Tùng Bỏng ra nói chuyện này. Và cái thứ hai ấy, và mình sẽ bảo Tùng Bỏng gọi cái thằng nào mà anh của Tùng Bỏng hay là em của Tùng Bỏng hay là chú chắc cháu chết gì ấy của Tùng Bỏng ấy, mà nó dọa mình, nó bảo là nó lên trên nhà mình nó xử lý mình ấy, gọi thằng đấy ra của tôi cái bạn nhá, để xem là để tôi xem mặt mũi ngang dọc nó như thế nào, bản lĩnh đến đâu, bạn hiểu chưa? Lên tận trên nhà tôi đòi gọi là xử lý tôi ở trên nhà tôi, bạn hiểu không nhá? Còn Tùng ạ, tôi thằng này bạn người lớn rồi, bạn hiểu chưa? Thằng Hoàng em nó ít tuổi thôi, bây giờ nó con nó bé, vợ nó mới sinh cái thứ đấy, thì bạn xem xét, bạn hiểu không? Bỏ qua anh em, bỏ qua được bỏ qua, còn bạn đừng làm căng thẳng đây làm cái gì cả. Bạn làm như thế bạn sai đấy, anh em đánh giá bạn, bạn hiểu chưa nhá? Còn bạn thích đánh nhau hay va như nào với tôi ấy, bạn cứ lổ địa chỉ, hiểu chưa? Bạn thích nào bạn cứ nói, tôi sẵn sàng tôi xuống tôi chơi với bạn luôn nhá, Tùng nhá. Thế thôi anh em nhá, mình kết thúc clip đây, chào cả anh em nhá, bye bye anh em.